Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm VnPick toán lớp 8 vòng 7 năm 2017-18. Chúng ta bắt đầu này. Bài thứ nhất, bức tranh bí ẩn. Ta sẽ tính đi từng câu một. Giá trị của biểu thức này, viết x chia nhân y bằng 1. X cộng y tất cả bình phương, x trừ y tất cả bình phương. Sẽ biến đổi xem này. Cái này ta sẽ chỉ đây là 5 mũ chứ không phải là ấy đúng không? 5 mũ chứ không phải 5 nhân. Thì ta sẽ còn là 5 mũ ở trên. Nó sẽ là hai cái này trừ đi nhau nhé. Nó chính là x trừ y tất cả bình phương trừ đi x trừ y tất cả bình phương. Thì ta phân tích luôn. Thì nó sẽ là x bình cộng y bình cộng với 2y trừ đi x bình trừ y bình trừ đi trừ 2y. Thì ở đây cuối cùng nó chỉ còn có là 2y cộng với 2y thôi. Đó. Vậy là nó sẽ là 4y ở trên. Mà ta có x nhân y bằng 1 nên là cái này nó sẽ là bằng 54. 54 nhá. Ok, bây giờ ta sẽ tính xem 54 là bằng bao nhiêu. 54 bằng 625. Đây đáp án này. Ok. Câu tiếp theo. Giá trị x chỉ nhỏ nó không thỏa mãn. Cái này bằng cái này. Cái này thì ta nhân ra thôi. Cái này nó chính là x chỉ bình cộng với x cộng 1. Cái này nó chính là x mũ 3 trừ 1 này. X mũ 3 trừ 1 nhá. Nó chính là hàng lập thức. Cái bên trái nó là hàng lập thức. Cái bên phải thì mình chưa nhìn thấy gì. Rồi ta cứ để cái bên trái trước đã. Nó chính là x mũ 3 trừ 1. Đây cái này nó sẽ là bằng này. Cái này ta nhân ra thôi. Nó chính là x mũ 3 trừ đi 9x bình cộng với cả 2x bình phương cộng với 6. Đây ta sẽ triệt tiêu hết x mũ 3 rồi. Thì ở đây ta còn có cái này là trừ 7x bình. Ta chuyển sang đây. Nó là 7x bình x bình phương nó sẽ là bằng chuyển trừ 1 sang đây, 6 cộng 1 bằng 7. Ok, vậy là x bình bằng 1, x sẽ bằng cộng trừ 1, nhưng mà x nhỏ không thì x chỉ bằng trừ 1. Ok, câu tiếp theo. Nghiệm của đa thức này, nghiệm của đa thức này thì ta có là 1 phần 3 x trừ 4 bằng 0, thì tức là 1 phần 3 x sẽ bằng 4, x chỉ sẽ bằng 4 nhân 3 đúng không, sẽ bằng 12. Ok, vậy là x bằng 12. Câu 4, cho x bình cộng y bình bằng 15 và x cộng y bằng 6. Giá trị của x mũ 4 cộng y mũ 4 là bao nhiêu? Cái này thì ta sẽ thêm bớt vào đây. Thêm bớt là x gì? Thêm bớt 2x gì? Bình phương y bình. Đấy. Thêm bớt 2x bình y bình vào, đúng không? Để cho nó xuất hiện là x bình cộng y bình tất cả bình phương này. Thì ở đây ta sẽ có là nó sẽ trở thành là x gì bình phương cộng với y bình phương tất cả bình phương. Mình làm tắt cho nó nhanh nhỉ. Này sẽ lại trừ tại vì mình cộng vào trong này mà. Thì mình phải trừ đi. Thì bây giờ nó lại cho là x gì nhân y bằng 6 đúng không? Thì bây giờ ta sẽ có cái này nó sẽ đo bằng 15 bình đúng không? 15 bình này trừ đi. Cái này nó chính là 2 nhân với cả 6 bình đúng không? 2 nhân với 6 bình là 2 nhân 36 luôn này. Ok, ta sẽ tính 15 bình trừ đi 2 nhân 36. Vậy là sẽ bằng 153. 153, đây đáp án này. Câu 5, 24 trừ đi 1. 24 là bằng 16 đúng không? 16 trừ 1 là bằng 15. Đây đáp án này. Ok, 4 bình phương, 4 bình là bằng 16 rồi, 44, 16 mà. Giá trị của x thỏa mãn. Ta sẽ làm ngược ra đó. Ta sẽ có là đây. Cái 2 nhân với cái ngoặc này sẽ bằng 159 này. Trừ đi 45 mà.
thì nó sẽ là bằng 114. Thì bây giờ ta sẽ chia 2 nó ra cái ngoặc này, đúng chưa? Đấy. Vậy là 3x trừ 18 bằng 57. Thì ta có 3x sẽ bằng 57 cộng với 18. Đấy. Vậy là 3x bằng 75 thì x chỉ sẽ bằng 75 chia cho 3 là bằng 25, đúng không? Ok, vậy x chỉ bằng 25. Kết quả của phép chia. Cái này thì ta sẽ chia. Cái này thì ta sẽ khai triển bình thường nó. 1/3 chia cho cái này thì ta cứ để 1/3 đi. Ta sẽ nhân với một cái phân số luôn. Ở đây nó sẽ là x chỉ bình phương. X chỉ bình phương mũ 4 thì nó chính là bằng x chỉ bình tất cả mũ 4, nó chính là x chỉ mũ 2 nhân 4, đúng không? Chính là x chỉ mũ 8 nhân với y mũ 4. Ở dưới mẫu nó sẽ là 2 nhân với cả x chỉ mũ 8. Cái này là trừ nhé, trừ đằng trước. Cái này vẫn là nhân với cả y mũ 4. Ok, vậy là ta đã triệt tiêu hết x mũ 8 với x mũ 8, y mũ 4 với y mũ 4. Cái này nó chỉ còn có trừ 1/6 thôi, bằng trừ 1/6. Ok, vậy đáp án này là câu cuối cùng. Giá trị của biểu thức này tại x chỉ bằng 2, y bằng 100 và z bằng 199. Đầu tiên ta triệt tiêu trước đã, rồi ta mới tính. Ta sẽ có cái này, nó sẽ là 48, đúng không? Ở dưới nó là trừ 16 đấy. Ta chưa triệt tiêu số rồi, ta đi triệt tiêu chữ trước. X mũ 4 với chia cho x thì chỉ còn x mũ 3 đó. X mũ 3 ở dưới hết x nhé. Y mũ 3 chia ở y bình thì nó chỉ còn có y thôi. Vậy là nhân với y. Z bình với z bình là hết rồi, đúng chưa? Triệt tiêu hết với nhau nhé. Rồi, ok. Vậy ở dưới mẫu chỉ còn có trừ 16 đó. Thì ta thay số vào đây. Đó chính là 48 này nhân với cả 200, đúng không? À đâu, đây là x mũ 3 mà, 2 mũ 3 thì nó sẽ là bằng 8 nhân 100. Ở dưới nó sẽ là trừ 16. Ok, chắc là bằng cái này thôi, chưa cần tính biết. 48 nhân 8 nhân với 100 rồi chia cho 16. Đương nhiên dấu trừ đằng trước nhé, mình tính ra là đây. Vậy là bằng trừ 2400. Ok, ta chọn luôn. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành bài thi số 1. Các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một comment nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cho mình. Các bạn nếu mà giúp đỡ mình thì các bạn có thể share video cho người thân bạn bè cùng xem. Ok, ta sẽ chuyển sang bài thi số 2 đọc dễ này. Hình thoi có bao nhiêu trục đối xứng? Hình thoi đúng không? Hình thoi thì nó có 2 trục đối xứng. Hai trục đối xứng thì phải, cái ta vẽ hình ra ta nhìn thấy. Đấy. Nếu như trục như thế này, hai trục đối xứng chính là hai cái đường chéo này, tất cả những điểm đi qua nó đều đối xứng. Còn nếu như mà cái trục này thì không biết nó có gọi là đối xứng không nhỉ? Hình thoi nó chỉ có hai cái đường chéo này nè, là cái trục đối xứng của nó. Ok, vậy là có hai trục đối xứng đấy. Câu tiếp theo, phân tích đa thức thành nhân tử ta được. Cái này thì ta sẽ x bình, y bình, đây nó là hiệu hai bình phương thì nó sẽ là bằng 3x trừ đi 5y nhân với cả 3x cộng 5y. 3x trừ 5y, ta xem có cái nào 3x trừ 5y không, nhân với 3x cộng 5y. Đây nó là cái này này. Cái này nó thực ra nó chính là đảo ngược dấu ra thì nó vẫn là 3x trừ 5y. Ok, cái này sai nhá, cái này lại càng sai. Vậy mỗi cái này là đúng đó. Hình thoi ABCD có góc B bằng 120 độ và AB bằng 5. Khi đó độ dài
Đoạn thẳng BD, cái này ta vẽ hình ra cho dễ nhìn. Để luôn hình này đi. Góc B thì B một cho 10B to. Đây là A này. A, B, C, D. Ta có góc B bằng 120. AB là bằng 5. Độ dài của đoạn BD. BD là bằng bao nhiêu? Đấy. Ta có hai cái đường chéo này vuông góc với nhau, bạn dạng thế. Hai này bằng nhau này và đều bằng 5 này. Đấy. Này bằng 60. Cho nên là bằng 30 này. Ta sẽ có là cái tỷ lệ của hai cái cạnh. Cái này này, cái tam giác này là tam giác vuông có một góc bằng 30 và góc bằng 60 đúng không? Nên cái này nó sẽ bằng 1 phần 2 của cái AB này. Cái đường chéo này này. Cái này này, cái BI này. Đấy, BI nó sẽ bằng 1 phần 2 của AB. Đấy. Nên là thực ra cái này nó bằng 60 này. Góc này cũng bằng 60. Nên là cái góc to này cũng 60. Cái này cũng là tam giác đều luôn ABD. Nó là tam giác đều luôn. AB là sẽ bằng với BD. Nên là sẽ bằng 5 luôn. Còn nếu mà làm theo cái này bằng một nửa thì đương nhiên là đường chéo nó chia thành hai phần bằng nhau rồi. Thì cũng là bằng 5. Cuối cùng là bằng 5. Ok. Câu tiếp theo. Hình thoi là tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Cái này chưa đủ, phải vuông góc rồi. Vuông góc và cắt nhau tại trung điểm cơ. Hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau, cái này sai. Hai đường chéo bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và vuông góc với nhau, vậy là cái này đúng này. Cho hình thoi này, ta vẽ hình cho dễ nhìn. Ta thay hình mới đi. A, B, C, D. A này, B, C và D. Người ta cho là AC là bằng 6, BD là bằng 8. Cái này là AC bằng 6. Vậy cái này đoạn này 3 này. Đoạn này là 4 đi. Đúng không? Cái này vào dạng vuông này. Thì có vẻ cái này là bằng 5 không? 9 là 3 bình cộng 4 bình là bằng 9 cộng với 16 sẽ bằng 25. Thì 25 sẽ bằng 5 bình, với AB sẽ bằng 5. Vậy tất cả các cạnh đều bằng 5. Đấy, thì ta sẽ có là chu vi của nó chính là bằng 4A thôi. Nó giống như chu vi hình vuông á. Nó sẽ là 4 x 5 bằng 20, 20 cm. Ok. Giá trị của x thì nó không thỏa mãn. Thỏa mãn cái này. Này ta giải phương trình rồi. Trừ đi cái này. Cái này nó là dạng hiệu hai bình phương. Ta phân tích về nhân tử chung luôn cho nhanh. Nó sẽ là 4x đúng không? Cộng với 3 3x cộng 3. Nào. 3x cộng 3. Ok chưa? Tại nó chính là x cộng 1 đó. Nhân với cả nó sẽ là 4x trừ đi 3x trừ 3 luôn, mình phá ngoặc luôn. Này sẽ bằng 0 này. Thì đây ta sẽ có là 7x cộng 3 này. 7 cộng 3 nhân với cả x trừ 3 này, bằng 0. Vậy là ở đây x sẽ bằng trừ 3 phần 7 hoặc là x bằng 3. X lớn không thì chỉ có x bằng 3 thôi. Ok. Vậy x bằng 3. Đa thức này thu gọn được kết quả là cái này 1 phần 2 x cộng 1 x trừ 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 x cộng với 1 này khác cái này. X trừ đi 1 phần 2. Cái này ta sẽ phân tích ạ. Ta sẽ tách cái này ra, nó sẽ là cộng với 1 phần 4 đúng không? 1 phần 4 thì sẽ xuất hiện là chỉ là 1 phần
hai bình thì ở đây sẽ còn 3 phần 4 đúng không? Đấy, thì ở đây ta sẽ có là một cái nó sẽ là x mũ 3 trừ đi 1 phần 2 mũ 3 chính là 1 phần 8. 1 phần 8. Đấy, cái này nó sẽ cộng với 3 phần 4 nhân với cả cái kia. Ba phần tư nhân với cả x trừ 1/2 này, nhớ cho đầu bài sai sao, cho cái này là cộng với 1/4 thì là mới ra được là x mũ 3 trừ 1/8. Mình thử nhân ra bình thường xem. Đây ta sẽ có x mũ 3 trừ 1/8 này. Cái này là 3 phần 4 trừ đi 3 phần 8. Thế thì nó vẫn còn xuất hiện x mà. Đây, thực ra đề bài này sai nhá. Nó phải cho cái này cộng với 1 phần 4 này thì là mới ra được hàm mặt thức. Nên nếu là cái chỗ này là 1 phần 4 thì nó sẽ ra là x trừ đi 1 phần 8 này. Đấy, nó chính là trừ 1/2 tất cả mũ 3 đấy. Mình sẽ chọn đáp án này, nhưng mà đối với trường hợp là x thì bằng 1/4 thôi nhé. Còn nếu mà với bài này thì nó phải ra kết quả như thế này mới là đúng đấy. Đấy. Rồi, mình sẽ chọn cái này đi. Nếu mà sai thì đành phải chịu thôi. Ok. Đấy, chọn được bài sai, biết ngay. Giá trị của x để biểu thức A bằng cái này. Ta đặt giá trị nhỏ nhất là giá trị của x để cái này đạt giá trị nhỏ nhất. Cái này đạt giá trị nhỏ nhất khi cái bình phương này này là nhỏ nhất. Tại vì cái 12 nó không chuyển biến mà. Cái bình phương này nhỏ nhất khi bằng 0. Bằng 0 thì ta có 5x trừ 1 bằng 0 thì x sẽ bằng 1/5. Ok, x bằng 1/5 tức là bằng 0,2 đấy. Đây là đáp án này. Ta chọn luôn. Phân tích đa thức này thành nhân tử ta được kết quả 2x bình trừ đi xy trừ y bình x cộng y nhân với, ta sẽ tách cái kia ra, x bình phương ra x y nhân với cả x trừ y này là y nhân x trừ y, cái này là 2x bình phương x bình trừ y bình, còn kia là x trừ y đúng không? Đây, ta sẽ phân tích như thế này, tách cả 2x bình ra thành đây thôi, thành x bình thôi, x bình trừ đi y bình đúng không? Cộng với cả x bình phương trừ đi x y này, thế đây ta sẽ cái này nó sẽ nha x trừ y này nhân với cả x cộng y đúng không? Đấy, trừ đi cái này đặt nhân từ chung x ra ngoài, ở trong nó sẽ là x trừ y. Đấy, bây giờ tiếp theo ta đặt x trừ y ra ngoài thôi, x trừ y ra ngoài, ở trong nó lại còn là x cộng y trừ để y đúng không? X cộng y trừ x thì nó chính là bằng y thôi, nhân với y. Đấy, vậy là y nhân với cả nhìn xem có nhầm này, là x trừ y, x nhân x trừ y, x trừ y này x cộng y, x cộng y trừ đi x thì chỉ còn có y thôi mà, x cộng y để x chỉ trừ y, đây là 2x. À đây không phải là trừ, đây là cộng, mình nhầm, đây là cộng thì nó sẽ là 2x cộng y ở trong, 2x cộng y
Ok, vậy lấy xin chữ y nhân hay cộng y cơ. Lấy chữ y nhân hay cộng y. Đây đáp án này, ok. Rồi, câu tiếp theo chính là câu cuối luôn. Số tự nhiên nhỏ nhất có đúng chín ước là. Số tự nhiên nhỏ nhất có đúng chín ước. Vậy ta phải thử thôi. Đây, tìm các số này thôi. Ta sẽ lấy cái 24 này. Phải phân tích nha. 24 nó sẽ là bằng 2 nhân 3 nhân với bao nhiêu? Nó chính là bằng 2 nhân với 12 đúng không? Vậy là bằng 3 nhân 4 thì nó phải nhân 2 mũ 3. 38 24 mà. Này phải 2 mũ 3 này. 2 mũ 3 nhân 3 thì ở đây số ước của nó sẽ là bằng 4 nhân với cả 2. 4 nhân 2 đúng không? Đây, 4 nhân 2 là bằng 8 ước. Vậy là không đúng. Ta sẽ thử số 36 này xem. Nó sẽ là bằng. Ta sẽ thử cái số bé dần nhé. Bé nhất xong mới đến lớn. Cái này là 9 x 4 đúng không? Nó sẽ là 2 bình. Nhân với cả 3 bình. Hay cái này nó có số ước sẽ là 3 x 3. Chính là 2 cộng 1 x 2 cộng 1 này. 3 x 3 là bằng 9 đúng không? Số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 9 ước là đây là có 9 ước. Ta thử tiếp cái 48 này xem. 48 nó sẽ là bằng 68 48 đúng không? Thì nó chính là bằng 32 là 245. 245 nhân với cả trong là 32 là 32 24 chứ 24 nhân 2 nhầm, từ từ mình đánh 48 này chia cho 16 đi. Đây 2 mũ 4 nhân 3, 2 mũ 4 nhân với cả 3. Đấy, thì cái này có số ước nó sẽ là 5 x 2 là bằng 10 đúng không? 5 x 2 bằng 10 ước. Tiếp tục cái 60 đi. 60 sẽ bằng 2 x 3 là 6, nhân với 2 tiếp, nhân với 5 đúng không? 2 này là 2 mũ 2. 4 x 3 x 5 này. Thì cái này số ước của nó sẽ là bằng 3 x 2 x 2 là sẽ là bằng 22 4 4 3 12 tận 12 ước không? Nó vậy nào có mỗi cái 36 này là chuẩn nhất này, là đúng 9 ước này. Ok, ta chọn luôn. Rồi, vậy là ta đã hoàn thành bài thi số 2. Các bạn xem đến đây thì nhớ để lại cho mình một like, một comment nhé. Là bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh cho mình. Ok. 12 con giáp này. Số thực x thì thỏa mãn cái này là này ta giải phương trình thôi. Cái này là chính là hiệu hai bình phương này. Đây ta sẽ có này. Cái này nó chính là bằng 9x bình phương trừ đi 25. Còn cái này nó sẽ là 9x bình phương. 9x bình phương. Cộng với cả 6x cộng 1 trừ đi 9x bình phương. Đấy nhé, trừ đi trừ 25 thì sẽ thành cộng 25 bằng 14. Ok. Vậy triệt tiêu hết x bình phương đi thì chỉ còn có 6x nó sẽ là bằng 26 luôn, 26 chuyển sang đây thì sẽ là trừ 26 trừ 14 thì nó sẽ là trừ đi 12 đúng không? Đấy, vậy là x sẽ bằng trừ 2. Ok. X sẽ bằng trừ 2. Kết quả của phép chia này là mày thì ta triệt tiêu đi thôi. Cái x mũ 6 và y mũ 4 này là triệt tiêu hết. Chỉ còn có 1 phần 2 chia cho trừ 2 phần 5 thì nó chính là nhân với cả trừ 5 phần 2 đúng không? Thì nó sẽ là bằng trừ 5 phần 4 số thập phần. Ta sẽ có này trừ 5 phần 4. Trừ 5 phần 4 sẽ bằng trừ 1,25. Ok.
Ok, trừ 1,25. Câu tiếp theo, giá trị nhỏ nhất của đa thức này là, này thì ta phân tích, nó sẽ là 2xy bình phương, đúng không? 2xy bình phương này trừ 2x với cả cộng 3x thì nó sẽ là đánh cộng với xy đấy, trừ đi 3, cái này bằng 0. À, cái này để nguyên cái này, ta tìm giá trị lớn nhất thì ta sẽ đưa về dạng bình phương, bình phương với một số, nhưng mà ta sẽ đi dùng máy tính sẽ nhanh hơn, ta soát lại xem có chuẩn không. Trừ 2x với 3x, ok rồi, 2x bình trừ 3 rồi cho nó lại. Ta sẽ dùng máy tính để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất rất là nhanh. Hai này, một này, trừ ba này. Ok, vậy là cái giá trị nhỏ nhất của nó xảy ra khi x bằng trừ 1/4, và giá trị nhỏ nhất của nó chính là bằng trừ 25/8. Dưới dạng số thập phân đơn giản nhất, số thập phân ta phải đổi ra, vậy là bằng trừ 3,125. 3,125, ok. Giá trị A thỏa mãn đẳng thức này là 1 phần 2, 1 phần 3. Cái này là chính là hiệu 2 bình phương này, thì ta sẽ có này 1/4, đúng không? 1/4 xy bình mà 1/2 xy bình tất cả bình phương thì nó chính là bằng 1/4 xy mũ 4, 1/4 xy mũ 4 trừ, cái này nó sẽ là y, nó sẽ là 1/3 xy bình phương tất cả bình phương, nó chính là 1/9 luôn, 1/9 xy mũ 4 y mũ 4. Đấy, cái này nó sẽ là bằng ax bình phương. Mình để việc key nên là nó có là bị lỗi. Ax bình phương trừ đi 1/9 quá. 1/9 y mũ 4 thì có vẻ giống hệt nhau, có người chơi nhanh. Đấy, thì ở đây ta sẽ có là cái A này để nó xảy ra thì ta phải có là 1/4, 1/4 x mũ 4 bằng ax bình, thì ta chia theo x bình đi, thì A đây nó phải bằng là A nó sẽ là bằng 1/4 x bình. Đấy, 1/4 x bình. A sẽ bằng 1/4 x bình, hoặc là để cho nó cái phương trình nó không phụ thuộc vào x thì cho A bằng 0. A này bằng 0 này. À không, cũng không được, A bằng 0 thì không được. Giá trị A thỏa mãn đẳng thức này là 1/4 x mũ 4. Đây là ax bình phương. Y kia thì hết rồi, chỉ còn có xy này thôi, nó sẽ là 1/4 xy bình phương bài này nó cho cái này là sai này, nó cho sai đề đấy, đáng nhẽ nó cho cái này phải là xy mũ 4 này chứ không phải x bình, hoặc là cho đây chỉ là x thôi, phải chỉ lấy x thôi thì nó mới là hợp lý. Đề bài này nó cho sai nhé. Đấy, cần điền vào đây nó sẽ là số 1/4. Ok, mình sẽ điền 1/4 vào đây xem. 1/4, nhưng mà nó là cho sai đề. Đó, thấy chưa? 1/4 không thể đúng không? Join thoi MPQ có hai đường chéo. MPNQ viết. Ta vẽ hình thoi ra,
M là P và Q này. Đấy, hai đường chéo MP đúng không? QN. Ta có một cái là ta tính nửa đường chéo thôi nhé, không tính hết đường chéo. Thì nửa cái này nó sẽ là 5, nửa này nó sẽ là 12. Đấy thì ta tính được cạnh. Cạnh nó chính là 5 bình này. Năm bình này cộng với 12 bình thì sẽ ra bình phương của một cạnh. Đấy thì mỗi một cạnh nó sẽ là bằng 13 đúng không? Ok. Là bằng 13. Cho ba số x, y, z thỏa mãn x cộng y cộng z bằng 3, giá trị lớn nhất của biểu thức P bằng cái này là. Cái bài này thì là nó cái này nó là một cái giá trị, nói chung biểu thức này là đối xứng của x, y, z, nên là cái này nó sẽ xảy ra khi x bằng y bằng z. Này, bí quyết của nó chính là x bằng y bằng z. Thì ta sẽ có x bằng y bằng z và bằng 1 đúng không? Thì ta sẽ thay giờ đây. Thì nó sẽ là xì nó là 1 nhân 1 cộng 1 nhân 1 cộng 1 nhân 1, vậy là cái giá trị lớn nhất sẽ bằng 3. Còn nếu mà các bạn phân tích thì các bạn sẽ phân tích cái, nếu phân tích bình thường nhé, bạn sẽ xét cái xì trừ y tất cả bình cộng với cả y trừ z tất cả bình cộng với x trừ z tất cả bình. Đấy, bao giờ nó cũng lớn mà không, các bạn biến đổi cái đó sẽ tìm ra được cái biểu thức x y cộng y z cộng zx này lớn hơn bằng 3, nó cũng thế thôi. Ok, vậy là chỉ nó z bằng 3, à nhỏ hơn bằng 3 đấy nhỉ. Giá trị của biểu thức a bằng cái này với x y bằng cái này, y bằng cái này. Cái này thì ta sẽ đặt nhân từ chung cái này ra, nó sẽ là 2xy nhân với cả xy cộng với 2 đúng không? Cộng với cả cái này đặt nhân từ chung là y ra ngoài thì ở trong sẽ còn xy cộng 2. Thế đây ta sẽ có là xy cộng 2 nhân với cả 2x cộng với y. Ok, ta thay số vào thôi. Thì nó sẽ là 90 đúng không? Nhân với cả ở đây nó sẽ là 2 nhân với 88, 2 nhân 88 trừ đi 76. Ok, vậy kết quả bằng 9.000. Hình thoi ABCD có góc D bằng 70, khi đó số đo góc này là bao nhiêu? Ta phải vẽ hình ra được. Đây là D này, A, B, C, góc này là 70. Số đo của góc DBA, DBA này. Và là cái hình thoi này, cái đường chéo cũng là được là tia phân giác của các cái góc này. Nên hai góc này sẽ bằng nhau, hai góc đối đỉnh sẽ bằng A, hai góc đối diện của hình thoi và rộng bằng nhau. Thì cái góc B này nó bằng 70 độ này, góc B lớn này. Thì một nửa của nó chính là góc DBA là bằng 35. Ok. Cho hình thang ABCD có góc A bằng góc B. A bằng B bằng 90 độ. BC là bằng này. Vậy M là một điểm trên đáy nhỏ. Kẻ MX vuông góc với BC. Đây, cái này ta phải vẽ hình nhá. Đây là A này, B này, C và D đúng không? Đấy. Ta có là cái BC này nó bằng 2AB và bằng 2AD. Ta kẻ luôn một cái như này. Đây là H đi. Thì cái này bằng này, bằng những cái này luôn. Ta lấy một điểm M trên này đúng không? Này, cái MX này nó này vuông góc với cả MB.
mx của mb, và cái này nó là cách cách tại n, nên mình vẽ hai lệch bao giờ cái này nó cũng cân. Vuông góc đúng không? Đó. Tại này bao giờ cái này nó cũng cân nhỉ? Tại vì cái này nó vuông này. Đó. Tiếp theo ta sẽ có là cái AM là bằng 5 này. AB bằng 12. Đây. Này ta sẽ tính được cái MB này, sẽ suy ra được MN. Ok. Còn nếu mà các bạn cần chứng minh thì cần chứng minh cho nó cân thì cứ xét hai tam giác này. Tam giác này với tam giác này này sẽ suy ra được hai góc này. Này, sẽ tìm ra luôn hai này bằng nhau. Ok. Ta sẽ tính cái này, nó sẽ là bằng 12 bình cộng với 5 bình. Thì nó sẽ cái này MB là sẽ bằng 13 bình đúng không? Bình phương nó sẽ bằng 13 bình, vậy nó sẽ bằng 13. Ok. Câu cuối cùng này. Các cạnh của tứ giác có độ dài của cạnh tiền lệ với 2358 và chu vi của nó là 180 khi đó. Cạnh dài nhất có độ dài là bằng bao nhiêu? Này ta xét tiền lệ thức thôi. Nó sẽ là A trên 2 bằng với cả B trên 3 và bằng với cả C trên 5 bằng với cả D trên 8 đúng không? Cái này ta sẽ có là nó sẽ là bằng này. Chu vi thì tổng bằng tổng bốn cạnh thôi. Thì nó tổng bốn cạnh nó sẽ là bằng 180 đúng không? Ở dưới nó sẽ cộng tổng cái này lại. Nó chính là 2 cộng 3 bằng 5 này. Vậy là 10, 18. Vậy là cái này nó sẽ là bằng 10 đúng không? Cái cạnh dài nhất là chính là cái cạnh D này. Đây, chính là giá trị bằng D này. Thì cái D này sẽ bằng 10 x 8 bằng 80. Ok, vậy là độ dài lớn nhất, tứ cạnh của độ dài lớn nhất là bằng 80. 80. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành bài thi số 3, cũng là kết thúc Vinampic toán lớp 8 vòng 7 năm 2017-18. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên để lại cho mình một like và một comment nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh cho mình. Là các bạn tất cả những cái thắc mắc về bài học, hiểu hay không hiểu, các bạn phát biểu cảm nghĩ của mình về bài học, các bạn comment dưới, hoặc là các cái bài ngoài bài học các bạn hỏi mình cũng trả lời hết. Ok, các bạn cứ comment dưới bất kỳ một video nào của mình đều trả lời hết. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye, bye.